nhẫn nại với sự sỉ nhục của bọn hạ tiện, cho hữu tình đói khát những thức ăn ngon, ban sự không sợ hãi cho người gặp nạn, trị liệu đúng pháp cho người bệnh tật, bố thí nhiều của báu cho hữu tình nghèo thiếu, sửa sang trang nghiêm pháp miếu thờ chư Phật, diệt trừ việc xấu, phát huy việc thiện, đem sự an vui cho hữu tình buồn khổ. Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy sẽ được sức kiên cố, hộ trì chánh pháp. Mạn Thù Thất Lợi lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao để các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể điều phục được tâm? Phật bảo: Mạn Thù Thất Lợi, thiện nam tử, đại Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chẳng xen vào việc của người khác, suy nghĩ trước rồi mới làm, tâm tánh bình đẳng, điều hòa, lìa xa sự du nịnh, lìa xa sự du nịnh, chẳng khoe tự cao, ý thường nhu hòa, đại Bồ Tát này có thể điều phục được tâm.